Xin chào các bác đã quay trở lại với video được phát trên kênh Cửa hàng Kiêng đồ cũ. Và trong video ngày hôm nay thì sẽ là một cái bộ sưu tập đồng hồ gồm rất là nhiều các mẫu có giá bình dân cho các bác có thể giao lưu và sưu tầm nhé. Mẫu đồng hồ đầu tiên, một em Lucien Picard này. Lucien Picard thì các bác biết đến được là một cái dòng đồng hồ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ, đứng đầu trong cái ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ cho đến tận ngày hôm nay. Đó, em này thì vỏ bọc thép không gì toàn thân luôn các bác nhé. Form dáng độc đáo với phần mặt bao công, bộ kim màu xanh lá rất là nổi bật. Em này size ngang là 34,8 này, size ngang 34,8 gọi là size 35 các bác nhé. Cho các bác nào có cổ tay từ 18 trở xuống đeo em này rất là đẹp này. Rồi, em đeo thử lên tay các bác xem. Mặt bao công độc đáo, máy cơ cốt 17 chân kính. Rồi, ở đây các bác có thể thấy cái phần viền của em này. Phần vỏ viền rất là đẹp luôn này, sáng bóng, không tì vết. Máy cơ cốt 17 chân kính này. Đó, em này mã sản phẩm là E63 các bác nhé. Giá chỉ có 1.880.000. Bộ máy nguyên bản chính hãng của Lucien Picard này đã được lau dầu và tình trạng máy hoạt động ổn định rồi. À, các bác chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này nhé. Qua số Zalo 0936 này 050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Rồi, mẫu thứ hai, một em Benrus của Đức. Đó, em này Benrus Đức này. Máy pin nhá, máy quartz. Mặt kính rất là sáng và đẹp. Số chạy tia đan xen với lại số học trò này. Một lịch nằm ở góc 3 giờ. Đó, một ô lịch tài nằm ở góc 3 giờ. Vỏ bọc vàng. Em này vỏ vàng còn khá là đẹp này. Đó, các bác có thấy thể nhìn thấy cái phần vỏ viền mạ vàng của em này. Còn rất là đẹp. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu Benrus nhá. Em này có lớp chỉnh lịch nhanh này, các bác chỉ cần kéo ra bên ngoài, xoay theo chiều xuôi kim đồng hồ là các bác có thể chỉnh được lịch thứ này, xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày nhé, rất là tiện cho các bác luôn. Và nấc thứ hai sẽ là nấc chỉnh kim, nó tình trạng nối hoạt động tốt này. Em này size 33, size 33. Máy quát thì chạy rất là chuẩn giờ luôn. Đó, cho bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì có thể chốt đơn cho em nhé. Em này E47 này, giá chỉ có 850.000. Mã E47 nhá, giá 850.000 các bác. Chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này. Rồi tiếp theo, một em đồng hồ Octo. Octo của Nhật Bản này. Form dáng rất là độc đáo với phần viền băng nổi bật như thế này. Số chạy tia 3 kim 1 lịch nằm ở góc 3 giờ. Đó, bộ kim mạ vàng. Bên trên đây thì các bác có thể thấy là logo biểu tượng của hãng đồng hồ Octo này. Em này lốm zin nhá. Lốm zin có logo. Dây khóa nguyên bản của Octo. Sở hữu bộ dây khóa hạt gạo rất là đẹp. Size ngang của chiếc này là 33 này. Và size dọc là 41. Size ngang 33, size dọc 41 các bác nhé. Đó, em đeo thử lên tay cho các bác xem. Đó, một chiếc đồng hồ của Nhật Bản. Rất là đáng để cho các bác sưu tầm. Có nấc chỉnh lịch nhanh, bộ lịch chạy rất là nhạy luôn này. Đó, nấc thứ hai sẽ là nấc chỉnh kim. Em này máy pin các bác nhé. Đó, máy cực pin. Chốt đơn cho em với chiếc này A26 này. Giá chỉ có 700.000. Mã sản phẩm A26 giá 700.000 các bác nhé. Rồi em qua mẫu này. Tiếp tục, một em Celestor đến từ Nhật Bản. Đó, đây là một cái dòng đồng hồ
một cái nhánh của thương hiệu đồng hồ Citizen rất là nổi tiếng này. Đó, mặt bao công rất là sang trọng với phần viền ngoài là được khắc 12 cọc số La Mã ở phần viền bên ngoài. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Nó dây khóa thép đúc liền này. Đó, dây khóa được đúc liền nguyên khối. Mặt đáy có các biểu tượng của thương hiệu đồng hồ này. Em sẽ đeo thử lên tay các bác xem nhé. Nó sang cực kỳ luôn. Em này size 33 này. Đó, size 33 không tính núm nhé. Máy quát, máy pin đấy ạ. Sell store. Tình trạng núm em này hoạt động tốt này. Đó, và để chốt đơn em với bộ đồng hồ này thì mã sản phẩm của em đấy là D76 các bác nhé. Giá 1.050.000. D76 này, giá 1.050.000. Rồi em qua mẫu một em đồng hồ One Time. Đó, One Time của Thụy Sĩ. Mặt vân lụa cực kỳ đẹp luôn. Số chảy tia 3 kim. Thân vỏ bọc vàng. Em này bọc vàng 20 micron các bác nhé. Nó có khắc triện ở trên cái phần vỏ của em này này. Mạ vàng 20 micron. Mặt đáy đa giác. Form dáng rất là độc đáo. Size ngang của chiếc One Time này là 34. Đó, size 34 cho các bác có cổ tay từ 16 trở xuống nhé. Núm hoạt động tốt. Máy cơ cốt 17 Jewel. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem cái bộ máy bên trong của em này. Đó, và đây là bộ máy bên trong các bác nhìn này. Nắp đáy được khắc rất là cẩn thận. Tên thương hiệu và thông số máy CT1351789. Đó. Và bên đây là bộ máy của em này. Máy cơ cốt nguyên bản chính hãng của One Time Thụy Sĩ này. Với cái phần vành tóc này là vành tóc gai nhé. Vành tóc gai 17 chân kính. Đó, tình trạng máy của em này thì hoạt động rất là tốt. Máy đã được lau dầu và chạy ổn định rồi. Chiếc đồng hồ One Time này thì có mã sản phẩm là E36 này. Giá chỉ có 1.950.000 các bác nhé. E36 giá 1.950.000. Rồi em đến một tiếp theo, một em Enika. Enika dòng máy Ultrasonic này. Rất là cổ điển của thương hiệu đồng hồ Enika. Đó, số học trò 3 kim. Và ở đây các bác có thể thấy cái phần mặt của em này nó toát lên một cái vẻ rất là cổ điển này. Một chiếc đồng hồ Enika xưa, form dáng xưa cho các bác sưu tầm này. Đúng chất hàng viên tịch luôn. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Và ở đây thì các bác có thể thấy này. Đó, dòng máy Ocean Pass. Đó là một cái dòng đồng hồ cao cấp của thương hiệu Enika. Đây là biểu tượng. Đó, biểu tượng của hãng đồng hồ. Đó, hình đây là biểu tượng của hãng đồng hồ Enika này. Logo rất là đẹp. Bên trên này thì có khắc những cái thông số về bộ máy của chiếc đồng hồ này. Đó. Viền bắp. Form dáng của em này thì khá là lớn. Với size ngang là 36 này. Đó, size ngang 36. Kết hợp với bốn cái phần chân càng như thế này thì nó sẽ tạo cho chiếc đồng hồ có một cái form rất là lớn. Đó, em đeo thử lên tay các bác xem này. Enika Thụy Sĩ Ultrasonic. Bây giờ em sẽ mở bộ máy bên trong người ta nhé. Nắp đáy hình đa giác rất là đẹp. Đó, và đây là các bác có thể thấy được bộ máy bên trong của em này.
bộ máy NK 17 chân kính máy cơ cốt đó bác nhé. Và ở đây thì các bác có thể thấy được cái bộ máy với phần bánh xe nổi vành tóc gai, cực kỳ là độc đáo luôn. Đó, tình trạng máy thì hoạt động ổn định. Mặc dù là đã trải qua rất là nhiều năm rồi, thế nhưng mà em NK này vẫn giữ được cái vẻ ngoài cũng như là cái bộ máy còn rất là đẹp. Lốm zin nhá, em này lốm zin này. Chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này E32, giá giao lưu cho các bác sưu tầm chỉ có 1.980.000. E32 các bác nhé, 1.980.000. Rồi em qua đến mẫu tiếp theo, một em Herbros máy Selwinding. Đây là một chiếc đồng hồ của Đức các bác ạ. Nó Herbros là một cái dòng đồng hồ của Đức, cọc số độc đáo đan xen với lại số học trò, phần mặt rất là nổi bật luôn. Một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ. Vỏ bọc vàng. Cái phần viền mạ vàng của em này rất là dày dặn các bác ạ. Đáy inox này. Bây giờ em sẽ thử test cái phần núm nhé. Tình trạng núm hoạt động tốt, bộ lịch thủ công này. Nghĩa là cứ quay hết một ngày thì lịch của em này sẽ tự động chuyển sang ngày mới nhé. Size của chiếc đồng hồ này là 33. Size 33 các bác ạ, không tính núm nhé. Em không tính núm ở đây đâu. Đó, em sẽ đeo thử lên tay cho các bác xem này. Rất là cổ điển. Rất là cổ điển và sang trọng. Herbros máy Selwinding nguyên bản chính hãng của Đức. Chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này, với mã sản phẩm D51 này, giá 1.950.000. D51 giá chỉ có 1.950.000 các bác nhé. Em qua mẫu này, One Time thì các bác biết đến được đây là một cái dòng đồng hồ rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Em này có mức giá rất là tốt để cho các bác có thể giao lưu này. E38 này mã một giá chỉ có 1.380.000 các bác nhé. Nó form dáng trứng cổ điển với phần mặt được kết hợp bởi hai trục tung hoành. Phần mặt thì đã có một vài cái vết xước răm theo thời gian rồi. Đó, các bác có thể nhìn thấy luôn được ở trên đây. Một chiếc đồng hồ cho các bác có thể sưu tầm thêm vào cái bộ sưu tập đồng hồ của mình. Lốm zin, mặt đáy có khắc tên thương hiệu One Time này. Em này size là 34 các bác nhé, size 34. Các bác nào có cổ tay từ 16 trở xuống là có thể đeo được em này này. Đây em đang đeo trên tay cho các bác xem. Phần mặt của chiếc này, nó máy cơ cốt 17 chân kính. Ở phần dưới này thì có khắc thêm dòng chữ Wismec này. Đó, đồng hồ Thụy Sĩ nhá. Phần mặt rất là độc đáo. Rồi, và đây là bộ máy bên trong của em này. Đó, các bác có thể thấy bộ máy One Time 17 chân kính nguyên bản chính hãng của Thụy Sĩ này. Máy rất là đẹp luôn. Máy sáng và đẹp cực kỳ các bác ạ. Đó. Tình trạng máy thì hoạt động ổn định rồi. Rồi, để chốt đơn mẫu đồng hồ này thì chốt đơn thì các bác có thể nhắn tin cho em qua số Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Cửa hàng Kiên bảo hành 1 năm cho các bác mua đồng hồ. Em này mã E38 này, 1.380.000. Tôi tiếp đến một em Citizen của Nhật Bản. Ở đây thì các bác có thể thấy được em Citizen này có phần mặt. Mặt này là mặt vân lụa nhé, với phần cọc số hình mũi tên. Rất là độc và lạ luôn. Ba kim này. Vỏ bọc thép không gỉ toàn thân. Mặt đáy kiểu bát úp.
với thông số máy này 514-0802 được khắc luôn ở trên cái phần nắp đáy như thế này. Em sẽ test thử luôn cái núm của em này, núm hoạt động tốt luôn. Đó, máy cơ cót. Nói chung là dòng đồng hồ Nhật Bản Citizen như thế này thì cũng rất là hiếm khi mà tìm được một chiếc đồng hồ với bộ máy cơ cót các bác ạ. Máy cơ cót thì nó phải thuộc cái phiên cái dòng đời rất là cổ rồi. Size 34 các bác ạ. Đó, dòng máy Parasoft Citizen, tình trạng máy hoạt động tốt này. Em này mã là E21 nhé, giá 1.580.000. Rồi em qua mẫu này, một em Helbrot của Đức. Em này có cái bộ mặt kính mắt mèo. Các bác nhìn này, mặt kính mắt mèo rất là đẹp luôn nhé. Phần mặt nền bên trong là mặt màu kiểu của nâu cà phê, với phần số chạy tia có cài đá đen, ba kim này, một ô cửa lịch nằm ở góc 3 giờ. Đó, vỏ bọc vàng, em này siêu dày dặn luôn. Có khắc số 10 phần dưới nắp này các bác nhìn này. Đó, ở dưới này có khắc số 10, kiểu 10 micron các bác ạ. Đó, vỏ viền dày dặn. Em này đeo lên tay trông rất là nam tính luôn. Đó, size ngang của chiếc này là 34. Đó, size 34 các bác nhé. Và chiếc này thì sở hữu bộ máy cơ cót này, với 17 chân kính nhé. Tình trạng núm hoạt động tốt. Và em này có mã sản phẩm là E4 này, giá chỉ có 1.650.000. Mã E4 giá 1.650.000 các bác nhé. Rồi em qua mẫu này, một em 20 tơn. Đó, 20 tơn của Thụy Sĩ. Các bác biết đến cái dòng đồng hồ 20 tơn, đó là một trong những cái hãng đồng hồ rất là nổi tiếng, đứng đầu trong cái ngành công nghiệp sản xuất đồng hồ của Thụy Sĩ. Đó, đây là một em 20 tơn cổ điển, rất là đẹp, mặt tròn. Cọc số thì được khía luôn ở trên cái phần mặt của em này này. Đó, ba kim, kim cọc mạ vàng. Bên trên đây là các bác có thể thấy logo biểu tượng của hãng đồng hồ 20 tơn, rất là quen thuộc. Em này vỏ viền mạ vàng nhé, với phần 4 chân càng, được thiết kế rất là đặc trưng của cái thương hiệu đồng hồ 20 tơn, dài và cong. Đó, núm hoạt động tốt này, máy cơ cót với 17 chân kính nhé. Mặt dưới thì có khắc dòng chữ Wismax này. Các bác chốt đơn cho em với mẫu đồng hồ này nhé, D83 này, giá chỉ có 2.790.000. Em qua mẫu tiếp theo, một em Helbrot. Đây là một chiếc Helbrot được sản xuất tại Pháp. Em này vỏ bọc vàng rất là đẹp này, số chạy tia đan xen với lại số học trò. Mã sản phẩm của chiếc Helbrot này là C12, giá 1.850.000 các bác nhé. Mặt đáy inox, mặt kiểu màu mỡ gà các bác ạ. Em này size của nó là 34 33,5, em làm tròn thành 34 nhé. Đeo lên tay rất là đẹp luôn.
Rồi và đây là bộ máy bên trong của em này. Bác nhìn này, nắp đáy có khắc là dòng chữ Helboros Watch Made in France. Và ở đây là bộ máy bên trong của em này đó. Các bác có thể thấy bộ máy nguyên bản chính hãng của Helboros Pháp 17 chân kính này. Tình trạng máy của em này thì được hoạt động rất là tốt. Với phần bánh xe được mạ vàng hồng nhé. Các bác có thể thấy bộ máy, cái bánh xe bên trong của em này là được mạ vàng hồng này. Rồi Helboros Pháp, vỏ bọc vàng, máy cơ cót 17 chân kính. Em này mã sản phẩm C12 này, giá 1.850.000. Em qua mẫu tiếp theo, một em Ponzov. Ponzov của Liên Xô. Nó form dáng độc đáo và nhìn vào đây thì các bác cũng có thể thấy được cái sự cổ điển toát ra từ cái mẫu đồng hồ này. Mặt vuông TV, số chạy tia này, 3 kim, một ô cửa lịch nằm góc 3 giờ. Phần mặt siêu độc đáo như thế này. Duy nhất một mẫu đồng hồ Ponzov. Máy cơ cót 17 chân kính. Đó, em đang test thử cái phần nốm, mình thấy tình thì hoạt động rất là tốt này. Bộ lịch thủ công nhé, quay hết một ngày thì lịch sẽ tự động chuyển sang ngày mới. Vỏ bọc inox. Mặt đáy này, em này xoay ngang là 36. Đó, xoay dọc cũng vậy, xoay dọc cũng là 36 này. Nhưng mà em này thì có cái phần chân càng nối liền như thế này, nó tạo cho nó một cái form rất là lớn luôn. 17 chân kính, máy cơ cót Ponzov của Liên Xô. Em này mã sản phẩm E20 này, giá giao lưu cho các bác nhé, sưu tầm 1.250.000. Và mẫu đồng hồ cuối cùng giới thiệu đến các bác trong bộ sưu tập ngày hôm nay, một em đồng hồ One Time dòng máy Shock Resistant, máy cơ cót 17 chân kính này. Em này cọc số chạy tia nhé, máy 2 kim rưỡi. Để em quay cái kim này ra đây để các bác có thể nhìn rõ hơn này. Đó, 2 kim rưỡi các bác nhé. Máy cơ cót, em vừa lên dây cót thôi là chiếc kim dây ở phần dưới này đã bắt đầu hoạt động rồi này. Một chiếc One Time rất là cổ điển để các bác có thể giao lưu và sưu tầm. Vỏ bọc vàng, cái phần vỏ viền mạ vàng của em này còn rất là đẹp luôn các bác nhé. Nó gần như là không có cái dấu hiệu bong chóc nào trên cái xuất hiện ở trên cái phần vỏ của em này. Mặt đáy inox có khắc tên thương hiệu đồng hồ One Time, Wismake. Các bác mua về các bác có thể đi ra spa để lau lại cái phần mặt này thì nó sẽ rất là đẹp này. Riêng bên em thì bên em sẽ để mộc như thế này để các bác có thể thấy được cái sự cổ điển của chiếc đồng hồ nhé. Size 33 không tính nốm này. Nó đeo thử lên tay cho các bác xem, rất là đẹp luôn. Em này có mã sản phẩm là E17, giá chỉ có 1.580.000 các bác nhé. Và mẫu đồng hồ vừa rồi cũng đã kết thúc cái video của em hôm nay ở đây rồi. Để đặt mua hàng thì các bác nhớ đừng quên chốt đơn cho em qua số Zalo 0936 này 050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và các bác lần đầu biết đến kênh thì các bác hãy ấn vào chữ đăng ký màu đỏ và cộng với quả chuông ở góc bên phải màn hình để có thể là người đầu tiên đón xem các video được phát trên kênh cửa hàng Kiên Đồ Cũ nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.